Đây là lục trợ đấy. Đây sản phẩm này là mình đưa thằng Ali vào nhưng mà mình lựa toàn mít cái này thôi. Mít cái lõi thì không có mà toàn rác. Cái này là bao nhiêu tiền bác? Đây là bán là 80.000 này. 80.000 này? Ừ. Cái đấy đúng là bơ. Cái này đấy. Sơn là sơn bằng cái gì ạ? Ở giữa đây thì trải qua thời gian nó sẽ bị oxy hóa và nó đẩy ra, nó sẽ ra mọc lên biết nối đấy và sẽ vỡ. Thế còn nếu đã có chốt bằng tre thì không bao giờ có bị oxy hóa, tổng lượng nhiên là bằng chốt tre đó. Cái lồng này là rất giá trị. Cái này là cái gì lửa nhỉ? Cái này có 100 bao lửa, 7 triệu ạ. Cái này là khách hàng là ai? Để Nguyễn Thọ này. À, trao bao lửa. Chính chuyển là chính chuyển nó cái đuôi dài. Không cao cao. Đấy là dùng dùng hiếm rồi. Thế giả sử như là trị giá của cái lồng này thì nó khoảng tầm 12 triệu một tháng. Kích thước bao nhiêu? 60, vuông 60. 60 à? Ừ. Đấy là một tiếng động. Là che nghiêng. Lần tới muốn 60 thì giữa tháng 9 cháu chuyển về cho chú. Tí nữa xem số lượng các thứ bao nhiêu. 50 thôi. 50 cái gì? 50 là chất lượng như của đầu thôi. Không cần. Đấy nữa. Cái này chỉ cũng tầm cũng chỉ được 3-4 đô la. Đúng chưa? Cái này là đồng này là để dành cho con gì? Con gái. Gái. Lồng ngắn ngắn thường gáy lắm. Như cái lồng này bây giờ chúng bán là như ba tiền 1.8 triệu. À đấy. Đấy. Cái độ cơ bản đó là mỹ thuật, kỹ thuật cao đấy, và độ bền có. Thế nếu là sử dụng một cái đầu tiên mà bình thường thôi thì nó chỉ có hơn 100 thôi. Đấy. Đó là như thế. Đây, cái chạm của này, phòng tay này. Đấy, cái trên này, hoặc cái trên này. Thế nên mà nhiều người nó rất thích chơi trơn. Trong các mọi thượng nhiều người thích chơi trơn lắm. Trơn này là vì nó lười, nó chỉ quét chỗ lông cái là phóng rồi. Và phải không, nó sẽ lên màu trên này.